đã người nick như thế là phải biết người là rất thích tốc độ rồi. Đấy thì con này đang tập lùi vuông góc rồi. Trong nữa bạn nào thích không? Bạn nào thích thử cái này không? Thử cái gì đấy? Tiến lùi chữ chi này nhé. Bây giờ này. Phanh lại chưa được. Bao giờ ổn định đã nhá thì phanh hẳn lại luôn trước vạch xuất phát, xong bắt đầu xi nhan trái. Rồi. Bắt đầu. Không cần ga. 8 giờ 38 nhá. Xem là đi hết bao nhiêu phút. 8 giờ 38. Đoạn này là không cần ga. Bing bong. Không tắt xi nhan trừ 5 điểm. Yeah. Thế là nó bing bong phát rồi tắt luôn đấy. Qua bing bong cái 1 giây. 1-2 giây là giải bài. Ngồi đang căng thẳng. Bài thi tiếp theo. Bài thi dừng xe nhường đường người đi bộ. Rồi, chuẩn rồi. Bài thi tiếp theo. Thẳng cửa xe. Bài thi dừng xe và khởi hành ngang dốc. Khi bọn em dừng ở đây là bọn em sẽ, nếu bọn em dừng chuẩn là nó sẽ có tiếng tút dài cả nhá. Tút xong phát là mình đi ngay được đúng không? Đúng rồi. Kết thúc bài mà, chiến tốt là từ kết thúc bài. Kết thúc, tốt đi ngay không? Lại đứng chờ để mất thời gian. Dừng xe ngang dốc. Cần biển số mà. Bing bong. Là phải thẳng cái ôi cái. Ôi giời, cô này ăn chuẩn luôn đấy. Chuẩn. Không phanh à? Đúng rồi. Rồi, nhấc phanh đấy. Giả nhẹ ga thôi. Phải căn cái chỗ trung tâm này bằng chính cái biển kia ạ. Vào giữa cái biển đấy thì sẽ không mất điểm nhá Linh nhá. Vâng. Chứ còn nếu mà non sau bính bong là phanh luôn ý. Dạ phanh. Mà em phanh luôn ý. Thì là em sẽ trừ 5 điểm. Thế còn nếu mà em mà để quá là trượt luôn ấy. Thế thì thôi, cứ dừng lên cái biển stop đấy là dừng. Đừng có bó quá đi. Bó trên đi ra ngoài à? Đấy không, mình có một làn hạng B nữa. Đây, hai B đây. Đấy. Vào đây. Đấy, vào đây. Sân thi nó cũng có hai làn đúng không anh? Một B thôi. À nó chỉ một B. Nó B này. Giảm tay thoải mái nữa nhầm. Không nhầm đâu. Trả lại. Đừng ra nhá. Giả phanh nữa, giả phanh nữa. Đánh lái dần vào đây. Lắc đầu vào. Xong lại lắc đầu ra, giả phanh. Để tâm vô lăng thẳng. Đúng rồi, đúng rồi. Tâm vô lăng thẳng cái này này. Thấy. Giả nhẹ. Nào, rồi ok. Tiến đi. Gương qua bờ đây này, đây này, gương qua bờ đây này. Đấy, rồi phanh hẳn lại, đảm bảo đánh. Thế. Rồi. Không có nào. Người thì đánh lái. Nào, đầu vuông góc thì trả lái này, phanh hẳn lại trả lái này. Đấy, trả thẳng lái. Đấy, Xuân cứ làm thế cho anh. Đấy, đường vuông góc mà. Bắt đầu này, qua bờ này, qua bờ. Đấy. Xong lại đấy. Gương bên này cũng qua bờ. Đúng rồi. Đấy. Đấy, ra phanh. Chỉ có bài vuông góc là phải tìm cái đấy thôi. Còn đâu thì còn đâu là giữa cửa xe hết. Tất cả các chỗ mà em cần. Nhưng mà không biết đánh bao nhiêu anh ạ? Đánh hết luôn. À, cứ đánh nó là bài vuông góc mà góc đánh là đánh kịch luôn đấy. Rồi, ra nhẹ phanh. Bài thi tiếp theo. Nào, đèn đỏ phanh. Bài thi. Đấy, phanh thì đây này giữ cửa. Dưới cái đánh gương này cái nhìn thấy đúng rồi, đúng cái vạch ngang, đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Đánh gương là nhìn thấy cái vạch mờ hay là cái vạch trắng đấy, to, cái vạch trắng to này chấm hoặc vạch đến em dừng này. Thậm chí có thể già hơn nhé. Đi thi có thể già hơn một tí đấy. Thì dừng lại cái đèn đỏ thì mình đi. Bao giờ đèn xanh thì mình đi. Bao giờ đèn đỏ còn 1 giây ấy là mình đã chuẩn bị tinh thần là mình ấy rồi. Mình biết là sắp sang xanh rồi là nhảy phát từ đỏ chuyển xanh phải là thôi mình đi. Đó. Ra phanh. Bài thi tiếp theo trong sân này chỉ còn phanh thôi Xuân ạ. Bây giờ em chưa đạp ga luôn. Nào, bài thi đường vòng quanh co. Nào, đánh lại. Nhớ nào, anh sẽ dặn lại. Đường vòng quanh co. Đi qua ngã tư ấy, cái đoạn này. Rồi, ra phanh. Trả lại. Rồi. Nào, phanh lại.
nha. Nhắc lại nhá, các bạn nam thường là các bạn sẽ đi lướt như kiểu đánh bên này xong rồi đánh bên kia, lướt luôn thành vòng. Nhưng mình sẽ chia thành hai nửa nhá, hai vòng cung, vòng cung bên này xong chốc nữa lại mình đi vòng cung bên này, chia làm hai nửa cho nó dễ nào. Căn tâm vô lăng bằng thẳng cái cột. Ờ, đi thi thì cái cột nó bằng cái gì, cái nhấp anh cái chai nước kìa. Đấy, em cứ căn vào đấy cho anh cái chai đấy. Nào. Là em nhô người lên, ngồi dựng lên thì ra phanh thì chậm cũng được. Cái đáy gương này này nó bắt đầu khuất là em bắt đầu đánh vòng đầu tiên cho anh. Đấy, đấy. Đánh đi. Đấy, cứ ra phanh. Rồi, đánh. Rồi, đánh đi, đánh hết đó. Ok, xong nhá. Bằng cái cây này, bằng cái cây kia kìa, phanh lại, phanh. Đấy, cứ trả lại đấy đi á. Đấy, mình chia làm hai nửa. Thế là mình sẽ bây giờ mình lại chỉ là một vòng cua nữa thôi. Hiểu chưa? Không phải đánh 4. Đấy, rồi, đánh đi nào. Đó. Rồi, khuất đánh. Gương rồi lại đánh. Đánh. Hết lại. Rồi. Ra nhỉ, phải anh nhỉ. Bài thi tiếp theo. Bài thi đi qua ngã tư tín hiệu đèn giao thông. Ra nhỉ, phải anh. Trả lại. Rồi. Lại. Mũi tên đi đâu? Rồi. Ok. Ơ thì mỗi lần đi qua này mà gặp đèn đỏ là lại dừng lại. Đúng rồi, phải dừng, vượt đèn đỏ là mất 10 điểm. Đẹp, mình ít nhất phải mình thêm 4 lần đi. Rồi, ok, đi bình thường đi. Nhớ xi nhan thì xi nhan, không nhớ xi nhan thì không sao. Nhưng mà quên xi nhan ngã tư là có sao đấy. Thế là đoạn này thì không xi nhan cũng được thôi. Nhưng ngã 3 em không xi nhan không sao. Nhưng mà ở ngoài là phải dễ trả lại đi. Đừng vào đây. Mình đi. Họ sẽ bên kia sân chuồng phần này. Ra phanh. Để anh tính xem có chỗ nào ở đây không. Có luôn chỗ gần đây này. Thì đỡ phải đỡ. Có không? À, con Santa Fe nó xong rồi kìa. Đi ra kìa. Trả lái. Đó. Đấy, con Santa Fe nó đi ra đấy. Đấy, con Santa Fe đây này. Làm tốc độ nhé. Santa Fe. Bài thi tiếp theo. Bài thi ghép xe dọc vào nơi đỗ. Ừ, gọi nhỉ. Màn hình thì em chỉ bật điện thôi, em bật công tắc TV lên thôi, điện nó cắm sẵn rồi. Nó là cái màn hình TV rồi. Đúng rồi. Tâm vô lăng lại thẳng cái vạch trắng. Cái cột nào anh ạ? Đưa đi. Em nghĩ là một rồi. Rồi, đã em đánh cái đi. Trong tủ, thằng em bật hết chưa? Em gọi Tuấn Miếu đi, bảo xem nó còn cái thiết bị gì bật không nhỉ? Chứ nó chỉ cổng HDMI đấy, cắm nó ra hết rồi mà. Ừ. Thì bảo Bảo Hiếu chỉ cho Hiếu biết mà. Nó chắc nó còn cái thiết bị gì nếu cho cái bật nó lên. Bảo Hiếu chỉ cho. Rồi ok. Cái số luôn. Không có sao đây, sân lùi thẳng là to đấy. Thế có khi chị phải tiến lên tiến lên bù à? Tiến lên bù rồi, vừa nãy thôi, cứ vào đi, đã xong rồi đấy. Nữa đi, cứ vào đi. Vào hẳn đi, cứ vào đi. Thôi, tiến lên đi. Đánh lái bên nào? Từ trái. Đánh cực lái bên trái. Đúng rồi đấy. Em nhắc đúng đấy. Đánh hết lái đi em. Nó mới xoay được.
Rồi, giơ phép phanh đi. Em không đụng vào phanh luôn á. Chỗ này nó hơi dốc à? Chắc thế. Ờ, lại tiền lên. À, vào được đấy, vào được. Vào được. Thẳng lại. Đỡ đi. Phanh. Rồi, trả lại. Xuân tốc độ này là cà phê ép đấy không ạ? À. Ừ. Nghe đấy nhỉ. Là sao ạ? Là. Cà phê ép chú VN. Journalist đấy. À. Ừ. Nhà báo à? Lêu. Lêu báo. Tất cả các loại thông tin tiếp xúc nhưng mà nhiều khi bị chết vì thông tin quá nhiều. Lập thông tin mưa vào có thằng nó bảo mua được, xong lại có thằng nó bảo là không mua được đâu. Để vào đây hả anh? Ừ, để vào đây. Bài thi tiếp theo. Bài thi đi qua ngã tư tín hiệu đèn giao thông. Chị Xuân bảo em ở đây không có cây ăn quả, có cây sấu. Tâm hồn ăn uống chua chát thật đấy. Rồi, đèn đỏ nào. Phanh à, đấy, chạm đấy. Rồi, yeah. Đèn đỏ. Xong là nhớ gì đây? Xi nhan. Đấy, không nhớ ngã tư là phải xi nhan chị ạ? Ừ, không mất 500k nhá. Mất 500 không, lúc đấy đưa thẻ nhà báo ra. Bây giờ cũng khó đấy nhỉ. Cũng có lỗi nhỏ nhỏ thì xin được. Rồi, đường này ra ra này. Đây này, đề phòng xe siết phanh khẩn cấp là hôm nay toàn bộ các xe nó cứ đi nối đuôi nhau nên mình không học dừng đỗ khẩn cấp ấy, nhưng mà nó có cái bài dừng đỗ khẩn cấp này kìa. Cái bài dừng đỗ khẩn cấp là nó có tín hiệu báo cháy. Chứ xong rồi xe nó kêu wow 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 đi đúng không? Ủa, trong bài thi cũng có vậy à? Có. Đến đoạn này như thế. Thế thì mình quéo quéo thử đi. Chuông nó kêu này phát là dừng. Là mình phải dừng ngay à? Ừ. Phải đạp phanh ngay vừa ấn khẩn cấp. Em ơi, thế về thực tế thì mới biết chứ. Lúc nào xe chip cho anh biết, xe chip lại kêu như không? Được rồi, đi học buổi nay, buổi ngày mai anh sẽ cho ra phanh. Ra phanh. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe chỗ có đường sắt chạy qua. Anh bảo thôi cái tập đã chót rồi thì bên kia nó có cái cột, thì tăn luôn cái cột nhá. Cho nó ra phanh nhá. Mặc dù nhìn nó hơi bị quá một tí. Đây, căn lên. Để cho dễ nhìn. Ra phanh. Đó, kéo lên. Lên này. Nữa. Đấy, đi thì cứ đúng cột này cho anh. Tôi sẽ cột này ạ. Cột thật luôn. Ý là cái cột này nó sẽ cắm đúng vào cái chỗ cái cốc cái kìa. Hiểu ý anh không? Là sao? Tức là nghĩa là em chỉ quan tâm là căn giữa cửa xe bằng giữa cột là em sẽ đảm bảo được yêu cầu. Nhá. Không hiểu lắm à. Nhá phanh đi. Căn giữa cửa xe và cái cột stop này. Nhá phanh đi. Hay là cái lại. Cột nhờ kiếm cái cốc này. Đấy. Anh giải thích không chú ý nhá. Lùi hẳn xuống. Phanh nhá. Đi thi nó sẽ không có cái cột có cái cốc này đâu. Dạ. Nó đang biển stop. Mà nó sẽ rời cái biển stop đúng vào chỗ cái cái cốc này. Rồi. Hiểu chưa nào? Thế nên là tùy bọn em thích căn tập này hoặc là bọn em thích căn luôn theo cái cột sẽ, nhá. Đó, cột okay. Đi cho nó quen nhá. Này, rồi, thực tế là sẽ đi. Căn cửa xe bằng đúng cái cột stop này luôn. Ừ, stop đấy. Đấy. Chứ đi thì nó không có cái ấy này mà nó rơi xuống luôn. Chuyển cái này xuống. Đấy. Được chưa? Thì nó xong dùng chuẩn này nó tút một cái thì nhớ phanh đi. Em hỏi nhá, nếu ví dụ mà dừng non xong thì vẫn phải lên chờ nó tút hay là mình không. Dừng non nó báo luôn em là dừng xe chưa tới vị trí. Là xong là em không được làm lại nữa, coi như là nó đã trừ điểm rồi. Nó tính rồi đấy. Cứ phanh xe dừng khự lại là nó tính rồi. Mấy cái đoạn đấy. Xe nó nhạy lắm rồi anh. Nó nhạy. Cảm biến hết ở dưới rồi. Để vài chế biến có cảm biến hết được vào. Thì áp lực phết đấy, nó còn đồng hồ thì nó trừ điểm đấy, cứ nhìn thấy nó trôi dần điểm đấy. Bài thi tiếp theo, bài thi thay đổi số trên đường thẳng. Khi bắt đầu xe khuất mũi tên thì bắt đầu ra ga xong. Nào, khuất cái mũi tên. Nào bắt đầu, rồi ra nhẹ lên. Bắt đầu ra đi. Xong rồi, ở đây nó có cái vạch ngang này. Này này, qua vạch ngang, tăng. Rồi, thế rồi. Thế, rồi quay xoay chân, ra xa phải anh.
cái này đúng tốc độ phanh nào, từ từ phanh 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 lại như thế là bị trừ điểm rồi, nghĩa là cái phanh này phải dưới 20 cây phải qua cái biển. Qua biển mới là 20 chứ đúng không? Nghĩa là khi qua biển đấy là phải dưới 20 rồi, nó là hai biển 20 màu đỏ mà đúng không? Lùi lại đoạn này đó, xem cô thằng nào tăng tốc ở đuôi đấy. Thôi chậm chậm nữa, Xuân ngồi với cả bạn khác sau, không là chỗ này nó tăng tốc mình lùi nguy hiểm lắm. Nó là biển 20 màu xanh ở giữa là vận tốc tối thiểu. Và tiếp theo biển cuối cùng nó là 20 màu đỏ. Nghĩa là sau biển đấy là dưới 20 rồi. Ra phải, nghĩa là em phanh, em ga hơi mạnh và em phải phanh sớm sớm một tí. Thì khi mà qua biển dưới 20 thì em mới không bị gọi là trừ tốc độ. Và trừ tốc độ nó lại trừ là trừ 1 điểm thôi. À, không trừ 5 điểm. Nhưng mà 84 quý như 85 chứ. 84 mà ông thiếu 5 điểm thì ông 79 à? Thế là bao nhiêu điểm là đậu ạ? 80 điểm, 80 điểm đúng không? Giữ được 80 điểm thì nó đến bài kết thúc. Ép xe ra xe ngang với mình. Ra phải. Ờ. 80 điểm. Vào đây đúng không anh? Ờ. Đấy vào chụp với con ai? Ra ra phải. Trả lại, trả lại. Trả dần. Cứ phanh phanh lại thì là. À chờ bạn này đi qua ạ. Hôm nay cũng ra đấy. Đấy, người ta dừng vạch để nó bắt đầu xoay. Mà đi thi nhá, bọn em chuẩn bị chạm vào cái vạch nó kêu binh bòng ấy luôn. Nó còn thế cơ. Ờ. Thế là nó bắt đầu được tính vào bài đấy. Ừ. Cái vạch vàng kia là mới được tính hả anh? Đấy, cái vạch trắng rồi. Nhưng mà đi thi là cái vạch ngang này này nó sẽ sơn màu vàng. Đây này, cái vạch anh ấy chuẩn bị lùi thẳng xuống. Chạm vào đấy. Tiến lên đi. Nhá, đấy, lùi qua đấy. Đấy, thấy qua chưa? Nhá vạch, rồi đi. Cứ qua nào nó tút phát ra là biết là này. Đó phải. Đó. Lên từ trên. Thầy lái cái thế. Đây. Thế lên giữ cửa xe bằng cái cột rồi. Đây không cột. Đi lên đi anh tìm cột cho. Quá. Trên kia chị ạ. Vẫn có đấy kìa. Cái lên. Cái que của khô kìa. Nè đi ra này, cứ thoải mái lên. Giữ cửa sẽ đây, cái cột này. Đây. Đấy, cọc đấy. Lên hẳn một tí nữa. Cột, cái cọc đó. Đi thì nó nhìn rõ lắm. Cái chỗ này này. Rồi, đây rồi. Rồi. Đi thì nó là cái cột hẳn nó ngoài đi nhé. Đánh hết lái. Bên nào? Bên phải. Để cho chị nhớ. Công thức là gì? Phải thẳng trái. Rồi, thì cứ vẫn phải đi đã. Xong nhìn gương bên kia. Đưa xe vào trong góc chuồng. À ổi đi này. Đuôi xe vào trong góc chuồng. Đấy cứ bảo không có quả. Đấy cây kiểu em thấy cây kiểu cây xoài nữa đấy. Ổi này. Ăn được ấy. Đuôi xe thẳng góc chuồng. Thẳng góc chuồng trong nhá. Góc chuồng trong. Góc 45 độ. Nó sẽ có một cái thùng sơn trắng ở trong đấy. Đi thì là nó không có thùng đâu nha. Nó là cái góc thôi nha. Vâng ạ. Tới giờ để cho nơi. Thì mình quá. Quá rồi. Cái thùng sơn là anh xem nào. Nhắc lên anh xem một tí nữa. Nhắc lên một tí nữa. Cái như... Cái góc sơn màu đỏ ấy. À đây. Nhầm. Tiến lên đây. Nhớ phải anh bảo. Quá một tí rồi. Đấy. Đấy. Sơn trắng trắng đấy. Đấy. Rồi trả lại. Đây đi thi thì nó sẽ vuông góc mình nhìn nó góc ngay. Nào bây giờ nào nhìn dưới này, bài xe sắp đè vào cái vạch trắng đầu tiên chưa? Nhìn được cái vạch chưa. Trắng nào, ở dưới. Thế thì lùi vào nào. Thêm tí nữa. Bình bong kệ nó. Nào lùi cho nó để chớm đè vào đi. Được chưa? Phải. Rồi đánh hết lái trái. Rồi nhìn bên phải nào. Đây là nhìn bên này. Chỗ này nó hơi mờ thì chịu khó. Sân là sân tập chứ không phải sân gym. Nhắc cái phanh chưa? Đi sang sân thật nó toàn đỏ với trắng luôn anh. Ừ. Nguyên cả đẹp cái đường. Đẹp lắm, sân đẹp với vàng. Nhưng mà mình thi ở đâu ạ? Mình thi ở bên Đông Anh. Mình sẽ phải tập chị bên đó. Vâng ạ. Rồi, gần xa tới xuân đây. 10 à? Rồi, thôi, tất sửa đi xuân đây. Tiến lên. Rồi. À. Rồi, tiến lên. Tiến lên. Rồi, ok. Cái hết. Chính xác.
Xuân ngó ra cho anh nhìn bên này đã qua vài trưa chưa đúng không? Ngừ hẳn qua đi. Tút rồi thế thôi. Cái đây đi ra. Cái chuồng này nó không rõ ràng một cái chuồng hùng lùi nhỉ? Cái chuồng này nó bị mờ mờ. Nó hơi mờ mờ quá. Chuồng chuồng kia nó. Sau đợt này chắc anh khuyến nghị Xuân lại. Bài thi tiếp theo, bài thi đi qua ngã tư tín hiệu đèn giao thông. Bài thi tiếp theo, bài thi đi qua tín hiệu đèn giao thông. Đi đi, đèn xanh, cứ đi. Ừ rồi. Tiếp chào, tiếp phải. Chuẩn bị kết thúc này. Đấy, đi đoạn kết thúc này đi nhầm đến thẳng bên kia đấy nhá. Kết thúc này là xi nhan phải ấy. Đúng rồi, bài thi tiếp theo, bài thi kết thúc. Xi nhan phải. Ồ, xong rồi thì ra anh cái nhấc hai cái này đi mới quạt gạt mưa được. Không. Ra ra nhẹ phải nhá. Nhấc phải thì xong rồi. Đây cái xe màu đỏ. Thế là kết thúc bài thi rồi.